Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình có một cái sản phẩm nhà một trệt một lầu tọa lạc tại khu phố 13, phường Hôm Nay, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì với những cái nhà mà mới này mà bán ở khu vực Hôm Nay với cái giá mà dưới 3 tỷ thì mình thấy khá là hiếm nhé, và cũng đã hoàn thiện hết rồi. Thì nhà này có gì thì mời mọi người vô tham quan thực tế cùng mình nhé. Thì từ cái nhà ra cái đường lớn tầm 200 m nhé, khá là gần nhé. Và xung quanh đây thì có khá là nhiều tiện ích, như bán kính trong vòng 500 m thì có trường cấp 1, cấp 2, trường cấp 1 Nguyễn Đình Chiểu này, trường cấp 2 Bùi Hữu Nghĩa, và trường cấp 3 Lê Hồng Phong, và trường Trung Quốc Nghề ngay khu vực cầu Sập và trung tâm căn hộ. Và cái khu vực đây là cái hẻm cụt nên là ở khá là yên tĩnh nhé. Với vị trí nhà này thì một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và khu vực sân xe hơi, ngang 48, sâu 16, thổ cư 100%. Thì với những cái nhà ở đây, với đất ở khu này thì đã bán tầm 2 tỷ 3 vậy này. Rồi đường này, đường hẻm cụt, đường này hiện hữu như vậy nhé, nên là dân cư ở đây ở trên đảo rất là đông. Đây đây cái nhà mình review đây, thì cái nhà được lợi thế là bên hông này có một cái con đường hông này nên là cái nhà nó khá là thoáng nhé. Đường này mình thì không biết gia chủ để cái con đường này làm cho cái nhà mình rất là thoáng. Nhà này thì họ xây mới toàn bộ nhé, không hề thấy này, trên này thì họ thiết kế rất là đẹp luôn đấy, thiết kế một trệt một lầu với phong cách hiện đại. Bên ngoài thì mình thấy họ làm cái cửa bằng sắt cũng khá là chắc chắn. Nhà thì vì cái diện tích của chiều sâu nó nhỏ nên là người ta không có thiết kế xe hơi, mà xe hơi đâm bên trong, sân nằm bên trong. Này thì mình thấy có hai lớp cửa nhé, một cái lớp cửa sắt này và cái một cái cửa nhôm sinh pha ốp cái lớp kính cường lực ở đây. Đó, thì nó cũng khá là an toàn nhé. Và khu trong đây là khu vực sân này, nếu mình có xe hơi thì mình có thể đâm thẳng xe hơi vô đây luôn. Đó, cũng rất là tiện nhé, vì chiều sâu của cái nhà này nó tới có được có 16 mét thôi, vì nó không có được dài nên là gia chủ họ thiết kế cho này để khu vực sân xe hơi. Và mọi người thể nhìn thấy này, ở đây họ làm toàn bộ đây ốp bằng những tấm nhựa nhà đá rất đẹp này. Có cái cửa nhà này lợi thế là bên hông có một cái 1 mét bên hông nên rất là mát. Và mình có thể thấy ở đây cũng có giấy dán tường, sau này mình có thể trang trí ở khu vực này. Toàn bộ phía này có tới 2 cửa lên rất là thoáng. Và chỗ này thì cầu thang thì họ lại làm ở phía bên này. À, mình lên cầu thang trên này, và dưới này đây thì mình thấy họ trang trí những bức tranh ở đây cũng rất là đẹp nhé. Còn ở đây là khu vực sau này thì mình sẽ để phòng khách, thì mình sẽ để bộ kệ tivi ở đây hoặc là để đây cũng được tùy, nhưng mà chỗ này thì sẽ thiết kế là phòng khách để một cái nệm sofa hoặc cái kệ tivi. Hoặc nếu mình không có tivi, không có xe hơi thì mình sẽ có thiết kế không xông ra bên ngoài này cũng rất là rộng. Đó, mình có thể thấy này, đó, có cả đèn chùm. Đèn này thì mình có thể bật tắt được nhé, cũng rất là tiện nhé. Và ở đây thì mình thấy họ có một cái vách ngăn giữa khu vực phòng khách và phòng bếp bằng cái gỗ này, thì ngăn cách khu vực phòng khách và phòng bếp rất là tiện. Thì nơi đây sau này mình có thể để các cái đồ đạc trang trí ở phía này, như các chậu hoa hoặc bình rượu ở đây cũng rất là tiện nhé mình nhé. Và những cái phòng như này thì mình ngăn cách cho phòng khách và phòng bếp như vậy thì nó sẽ hay hơn là mà để trống trơn vậy. Và khi mà đứng ở vị trí đây mình có thể nhìn thấy này, đó, tổng quan của cái nhà này thì mình nhìn thấy không? Nó phải gần chục mét vì đó, từ đây tới kia mình để xe hơi và để cái khu vực salon bàn ghế ở đây đó. Và trên đây thì mình thấy họ nó trần thạch cao cũng bỏ lắp đèn rất là đẹp. Và đặc biệt ở đây thì mình thấy này, phía đây
ốp những cái tấm gỗ, ốp gỗ ở đây nhìn rất là đẹp ngay khu vực này. Đây mà họ chưa sẵn đây thì sau này thì mình lắp tivi này. Đó. Toàn bộ trên đây thì mình thấy nhà thiết kế khá là đẹp. Đấy, đèn trang trí đấy, có điều khiển luôn. Giờ mình sẽ đi vô khu vực phòng bếp nhé. Đấy, khu vực phòng bếp đây thì mình thấy cũng không viên cũng rất là rộng này. Họ cũng đã trang bị cho mình một cái kệ bếp trên, kệ bếp dưới bằng gỗ. Và sau này nơi đây thì mình có thể một để bộ bàn ăn ở đây cũng được nhé. Còn cái tivi đây thì cái tủ đây thì mình thấy họ cũng làm khá là chắc chắn này. Và làm toàn bộ đây bằng cửa bằng cái gỗ này thì mình thấy cũng khá là chắc chắn. Gỗ thường thôi chứ không phải là gỗ xịn, nhưng mà không phải là bán mà đẹp nhé. Mình thấy cũng khá là chắc chắn. Và đây thì họ cũng ốp bằng toàn bộ bằng đá hoa cương, nhìn cũng rất là sạch sẽ nè quý vị. Và đây thì cũng có điện nước đầy đủ hết rồi nhé. Mình nước máy ở đây đa số sàn nước máy. Và đây cũng thiết kế một cửa sổ này. Đó, cửa sổ mình có thể nhìn ra bên ngoài. Đây thì tận dụng vào bên hông này thì khá là mát. Mình có thể nhìn thấy ở phía này đây là một cái không gian ngăn cách vắt ngăn giữa phòng khách và phòng bếp này. Mình có thể để rất là nhiều đồ đạc ở đây. Và nơi đây thì mình thấy cũng có một cái đèn trang trí ở đây nhé. Đó. Và ở ngay cái khu vực đây thì họ cũng làm cái dán cái một số bức tranh đây, và có cả cho quạt nhé. Đó, cũng khu bếp thì có quạt này thì rất là mát. Và đặc biệt cái nhà này thì họ lại thiết kế một cái phòng ngủ bên dưới. Phòng ngủ bên dưới này thì cho rất là phù hợp cho người già hoặc là vợ chồng ngủ thì nó sẽ tiện. Và đây cũng có một cửa lùa kéo ra kéo vào. Đấy, là có một không gian bên ngoài cũng rất là thoáng nhé. Đây cái cửa sổ phòng này thì nó cũng vừa phải thôi. Sau này thì mình thấy cái nhà này thì nội thất thì không có mấy, chỉ có kệ đi có sắm một cái bộ tủ bếp thôi. Nội thất thì đây thì không có nội thất gì mấy vậy. Và trong đây thì dưới này có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây thì mình thấy họ cũng đã sắm cho mình toàn bộ labo này, bồn cầu và vòi sen đầy đủ hết rồi. Đó, phòng tắm này thì kết hợp nhà tắm và nhà vệ sinh chung luôn. Rồi mình sẽ đi lên khu vực trên lầu nhé. Thì cầu thang thì họ làm ra đây thì nó khuất này thì nhìn rất là tiện. Cầu thang đây thì họ toàn bộ đây ốp bằng đá hoa cương vậy này. Và trên đây thì họ làm bằng cái tay vịn bằng gỗ và toàn bộ bằng ốp lớp kính cường lực. Giờ mình sẽ lên trên lầu nhé. Nhà này thì gia chủ họ làm cũng mình thấy cũng khá là chắc chắn. Và hai bên hông đây thì mình thấy cái nó cũng vừa phải, không có quá rộng vì cái diện tích nó nhà có 48 à. Phía trên đây thì có hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung. Đấy, đây là khu vực sinh hoạt chung này thì họ cũng trang trí cái bức ảnh bức tranh dán tường ở đây rất là đẹp. Và đây là cái phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ đây thì về cơ bản thì mình thấy không có gì nổi bật lắm, và có cả cửa sổ lùa kéo ra cái vào, và cũng họ cũng đã chờ điện đây. Và toàn bộ cái nhà đây thì mình thấy họ cũng toàn bộ bằng cửa nhôm sinh pha ốp kính cường lực nhé. Và phía đây thì có một cái khu vực phòng ngủ, dưới đây là khu vực nhà vệ sinh. Đây khu vực này sân phơi này, mình có thể phơi đồ phơi đây, và sau này thì mình có thể để quá giặt đây nhé. Và mình có thể tận dụng ở cửa sổ lùa đây. Đằng sau này đất đằng sau này còn trống này. Hiện nay thì mình được biết thì đằng sau này họ là bán trên 2 tỷ, tầm 2 tỷ 3 một nền. Ở đây thì thẳng đây thì mình có thể ra đường Nguyễn Ái Quốc này, ra đường Giáo Sư Phú Tảo này. Các thể đất đây thì rất là nhiều nhé. Và cái khu vực đây là khu vực nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh đây thì về nội thất thì mình thấy họ cũng đã sắm cho mình hết rồi. Labo, bồn cầu,
và gương định bộ hết rồi đó. Qua bên này thì có một cái phòng ngủ, sau này thì mình có thể là phòng ngủ và phòng thờ được tùy vị. Đây, một phòng này thì mình thấy rất là rộng nhé. Rồi, vậy thì cũng trang trí rất là đẹp, và này toàn bộ đèn dán tường và có trang trí một cái đồng hồ trên điện rất đẹp này. Và đây thì có một khu vực ban công, sau này thì mình có thể ra ngoài đây mình nhìn toàn bộ ở khu vực này, và đây có một cái cửa sổ rất là rộng và thoáng nhé. Đấy thì gia chủ lại thiết kế phòng ngủ ở trên này. Còn đây là mình thấy dân đạo nhiều, nếu mà mình bên Phật giáo thì mình có thể để thờ cúng gia tiên ở khu này cũng được. Tầng bộ trên này thì nó có hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung và một phòng vệ sinh. Đó, vừa rồi thì Mạnh có rất mọi người đi tham quan một cái căn nhà phố thiết kế theo một cách hiện đại, một trệt một lầu với diện tích là ngang 4.8, sâu 16, thổ cư 100%, và tặng một số cái nội thất của cái căn nhà này. Thì nhà này thì hiện nay có một phòng khách, một sân xe hơi, bếp, ba phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một phòng sinh hoạt chung. Nhà này thì tọa lạc tại khu phố 13 nhé, phường Hôm Nay, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xung quanh bán kính vài trăm mét thì chúng ta có trường học, chợ, bệnh chợ và siêu thị. Nhà này thì bên gia chủ đang bán với giá là 2 tỷ 950 triệu, có thương lượng chính chủ nhé. Thì mình thấy giá này thì cũng khá là tốt rồi, thì giá này mình còn thương lượng nhé. Mọi người thấy sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy bốc máy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0968 517181 nhé. Rồi, mình xin chào mọi người nhé.